Nhìn thấy bố già đằng kia không? Vợ ổng mới bỏ đi một đêm thôi, tóc đã bạc trắng như kia rồi. Trông khu khoăm phết nhỉ. Tôi có thể giúp bác trở lại như trước đây. Cậu có thể mang vợ tôi trở về ư? Không, cháu tặng bác gói nhuộm đen. Thêm với bố. Mày tiếp thò lò lên xem nào. À, cụ Trường Bâu, vào máy luôn cho vui. Thôi, này không có hứng. Hứng gì? Con mà lửa kìa. Có. Không máy gì hả? Bảo sao vợ nó mới bỏ đi. Tôi nhỡ mồm. Ui dồi. Có gì từ từ nói. Ôi trời ơi. What? Sao các bác lại hành động như vậy? À, lão ấy đã húng, lại còn không biết đếm. Quá đáng, tôi biết chuyện rồi. Hay giờ ông về sống với tôi, góp gạo thổi cơm chung. Tôi đồng ý. Ồ, vợ tôi về rồi. Chào bà. Sở Khanh này.